Nhưng mà nếu em chọn Gil mà Gil không chọn em là không ai chọn em đúng không? Mà BB cũng sẽ không chọn em. Nhưng mà hỏi ra có bị ảo tưởng không? Có bị ảo tưởng không? Chẳng một ai chọn Phước hết. Chẳng một ai chọn Phước hết. Nhưng mà hỏi ra có bị ảo tưởng không? Chẳng một ai chọn Phước hết. Em vẫn chưa vậy mà vẫn không chịu về đội với tôi. Chẳng, bye. Nè, tôi cho một cơ hội đó. Cái gì? Tôi cho cơ hội đó. Ê Phước, nó nghe nè. Thôi khỏi, cảm ơn. Đang gấp rút lắm. Thôi khỏi, cảm ơn. Đang gấp rút lắm. Vì tiểu thư nào ở trong phòng này à? Ơi à, ơi à, ơi à. Thôi, thôi, thôi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Được rồi, biết rồi. Có khác, có khác, bé có khác, bây giờ bé làm gì à? Nghe thôi. Anh đang với em à? Còn anh thì... Anh có muốn em không? Anh nghĩ là ok ạ. Phước, theo đội của anh Phước. Không anh, tại vì bây giờ em là con nhà gia giáo mà. Gia giáo hả? Em rất là thích văn nghệ. Cái đối xử với tiểu thư người ta kỳ vậy. Đúng, nhưng mà em trước khi mà có một bạn nghệ muốn, em có một cành hoa cài lên mái tóc. Em đợi anh xíu nha. Hoa, anh đừng có bớt hoa trên cành nha. Okay, em muốn là một cái nhánh hoa rơi ven đường thôi. Nói chung là gu em cũng lạ đúng không? Đúng rồi, không em chỉ không thích phá hoại môi trường thôi. Nào em để anh vắt. Anh phải cài lên cho em lên. Chứ làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Yêu dấu này đã trôi sang là được. Nghe tiếng yêu đấy cả riêng mình ta là gì vang quá khứ mà thôi. Nên anh phải quên. Em thấy sao nhở? Em có đồng. Em thấy cũng bình thường á. Đi đi Tú ơi. Ôi BB đi rồi. Đi luôn đi Tú. BB đi rồi hả? Kệ nó. Kệ nó. Go go go. Đừng có cứu nó, cho nó bị luôn đi. Cho khỏi chơi nữa. Năng lượng của em hôm nay cực kỳ tốt. Tại vì tối hôm qua em đã đi chỉnh lại khớp chân và khớp cổ. Còn những khớp còn lại thì em chưa đủ thời gian. Nhưng mà nói chung là hôm nay là ok nha. Một mất một còn với các bạn luôn. Tôi thấy mọi người chèo cửa sổ á. Thoăn thoắt. Nhịp nhàng. Rảo tay rảo chân luôn. Đây, Tú mày bế tôi. Tú mày bế rất là khổ. Bế vào và ẩm ra. Ẩm ra. Kiểu rất khổ cực lắm. Tội tôi lắm bạn. À là chính vì cái khó cho em đẩy Tú vô làm công không? Đi 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 đi. Đi luôn. Núp vào dưới nó. Dưới nó, dưới nó. Núp vào dưới nó, dưới nó, dưới nó. Đúng rồi, im đấy, im đấy. Phước hy sinh, Phước hy sinh thân mình. Phước bảo Phước nhỏ, nhỏ người em sẽ kiểu luồn lách được. Bò, bò đi. Bò đi Phước. Bò đi, anh nhìn cho. Không, em bò xuôi, em bò xuôi mà. Bò nằm đó kia, cái chân về cái chỗ. Đấy, đó. Lùi, lùi, lùi. Nằm đá, cứ bình tĩnh, nằm đá. Chuẩn bị này. Ra, ra, ra. Thấy rồi, bự gấp rưỡi lần. Bự gì hả? Đã quá. Đi 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 đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Coco mi đại, một gói rưỡi. Coco mi đại, một gói rưỡi mới. To gấp rưỡi so với mì 75g. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay, chanh ớt. Ăn một gói thì thiếu, hai gói thì dư. Chỉ có Coco mi đại, một gói rưỡi, 113g mới là quá đã. Coco mi đại, một gói rưỡi. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Kukumi. Xét về mức độ bạn bè thì em phải ghép đôi với BB. Tại vì BB chơi rất là ăn gian. Nếu như mà em không ghép đôi với BB thì cái người nhận hậu quả sẽ là em. Bây giờ Phước em bò xuống đất là sẽ không thấy. Em mở cửa chính ra mà em bò xuống đất á. Thiệt không? Thiệt. Em tin đó nha. Phước em nằm sát dưới đất á, em nằm sát xuống đất luôn. Nằm sát xuống đất luôn nó dễ thấy hơn. Nằm sát xuống đất luôn nó dễ thấy hơn. Ê ô ô ô ô ô lộn 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 lộn. Thôi gì ta. Điều núi hồi xưa giờ báo chí phỏng vấn em trả lời là em rất là thích ngoại hình của em, thích cái con người của em, nhưng cho tới khi cái vòng lấy vàng em cảm thấy nó thật tệ. Ủa sao vậy? Tại vì em nhỏ quá, em thấy bạn á chuối vàng trong người á, thấy bạn á chuối vàng trong người á, hay quá mình báo chí làm theo. Trước khi mà bắt đầu cuộc chơi thì mình có một câu mà ông bà dạy mình, mình chia sẻ cho các anh chị. Mà câu thật sự hay không? Câu thật sự hay. Ý nghĩa không? Ý nghĩa. Mời. Tham thì thầm, tham thì thầm. Ủa. Chưa hai cục. Là đấy. Ôi cho Gil thôi kìa. Là chỉ cho Gil thôi. Nhưng mà Gil sẽ trả lời em đúng không? Vy ơi cố lên. Nhưng mà Vy sẽ, như Gil sẽ trả lời em đúng không? Vy ơi cố lên. Cái gạt tay này rất tàn nhẫn. Cái gạt tay này rất tàn nhẫn thực sự. Và lượt chơi cuối cùng sẽ là đội Ngọc Phước và anh Tú. Chúc mừng, chúc may mắn lần sau.
Thôi, không tin nói trước đi. Chứ bắt công tới đó lật lộn. Em biết sao em bị gạt tay không? Em hiểu rồi. Ủa ngoài trừ vàng ra là mình còn có những phần thưởng nào khác không ạ? À?